bánh nha. Đậu xanh nướng. Bên đây là cái bánh da lợn. Làm con một dĩa bánh tầm bì xíu mại mà không để nước cốt. Dạ ăn nhận nha, mình ăn trong cái dĩa bánh nhỏ nước cốt. Tại thường người ta là phải bánh tầm bì xíu mại nước cốt, cái này xíu mại nè 20.000 dĩa để trong cái dĩa ngày xưa luôn nha cả nhà. Đó, nó mới còn có sức sắc rồi. Còn hấp dẫn hơn nước cốt vừa. Học sinh cái này nấu ha, dạ nấu xong rồi rang lại một cái dãy mà chiên bán bánh hay cái nhà bánh các loại bánh nè, rồi chú nói banana có rất là nhiều khách nước ngoài về luôn nha cả nhà. Bánh bột lọc. Bắp Mỹ á, mình làm từ trái bắp á. Dạ. Cái này bánh quy này. Em. Ở cuốn. Tép quá. Chị ơi. 15 ngàn. Cái này không có sốt. 15 ngàn sốt. Chục. Cái này ở ngoài là nếp ở trong là chuối. Mà ăn với nước cốt dừa đậu phộng. Nước cốt dừa thì ngon, nước thì có cái bột bán luôn. Cái bán là sẵn. Mẫu đi sẵn nè. 10.000 đồng. Đúng ở quê luôn. Đây là trứng cút nướng. Có trà bông. Có hành phi nữa nè, có hành lá. Một vài món ăn vặt. Rồi. Thuốc này là một con. Bánh tàu, này là bánh lọt xương xe, bánh không á, alo chơi, xào nè, rồi này là cá chả chiên, 5.000 một cuốn, những cái loại mà đúng loại là quê, tâm tâm rồi, thấy không? Trái siro nè cái nè. Trái siro nè cả nhà. Bây giờ còn cái bên đó nên nhận nó bu tình luôn rồi cả nhà, trái siro rồi bán những cái loại trái quê quê không à, cam mát, cam mát này rồi nhãn đó. Ăn chủ không mấy con bạn đâu ngồi kìa, bạn nhắc cho nó đây nè. Quá nóng. Mời cho bọn con. Ốc nè, cua nè cả nhà. Tàu. Bên kia chưa cho tiền nha, đây sáng đồ đầm mà đồ khách. Rồi rồi đợi xíu đi. Cái gì đó đó không biết nha. Có nhừng ở trong nè, nhưng mà té.
hồi từng rồi là dự kiến là lên tới 4.000 người cả nhà. Một cái ngôi chợ quê ở Cù Lao, một cái khu ốc đảo ở Cồn Tân Thuận Đông mà có sức hút rất là nhiều đó với bà con, vì là nơi để mà tái hiện lại phiên chợ quê á, nên là bà con một phần là mùa du lịch này sẽ tới đây để mà thưởng thức những món ngon và cũng là để trải nghiệm tham quan và khám phá ẩm thực văn hóa của Đồng Tháp. Nhưng mà do là thời tiết mưa bão thì chịu ảnh hưởng của thời tiết nên là mới có một cái phiên chợ mà mưa gió đổ bụng về cho cả nhà coi. Trước mặt cả nhà là món bánh tầm bì nước cốt xíu mại cả nhà, rất là ngon. Cảm thấy là bữa nay là con làm, nói chung là đồ ăn ở đây thì giá cả bình dân, chỉ có một cái điều mà hơi bất cập đó là vấn đề phải ngăn sông khách chở, phải đi qua phà rồi mới qua được tới cái cồn này. Còn lại thì mọi thứ ở đây đều rất là dân dã và bình dân đối với những cái người con Đồng Tháp, đặc biệt là ở cồn Tân Thuận Đông này. Đó. Món ăn thì rẻ, rồi phục vụ cũng rất là dễ thương, bà con thì người dân quê Đồng Tháp rất là tâm đắc thật thà. Hôm nay là mặc dù mưa gió nhưng mà lượng khách cũng rất là đông á cả nhà. Nhưng mà bây giờ hai bên thì cả nhà thấy là đều tắt vô hết trơn rồi, tắt vô những cái chòi từ xa xa đó cả nhà thấy không? Bây giờ trời bắt đầu ráo ráo rồi, cả nhà thấy không? Rất nhiều bà con sẽ trở ra đây nè, đi theo cặp theo cái bờ, một bên là cây trái, còn một bên là sông. Một ngôi chợ mà rất là ấm áp tình quê cả nhà, mặc dù dầm mưa luôn. Bão mưa nha. Dễ thương á. Rồi bây giờ để mình bắt đầu đi ha, nó còn mưa ướt ướt trang sử nha. Rồi con bắt đầu đi rồi. Đông lắm cả nhà. Trước mặt cả nhà là hình ảnh của con đò Tân Thuận Đông, nó di chuyển từ bên phía thành phố Cao Lãnh và đi qua được cồn Tân Thuận Đông. Và hôm nay rất là tiếc, hôm nay Chiên đến đây vào ngày rất là mưa, và để di chuyển được qua bên cồn chợ cồn Cù Lao du lịch vào cuối thứ bảy hàng tuần của Đồng Tháp thì mình chỉ có cách là đi theo cái đò này, nó lớn nè, nó sẽ du lịch xuống được, cả nhà thấy không? Rồi, mà qua bên kia còn nếu mà mình đi đường theo cái bãi tập kết ở phường 6 trường đại học thì sẽ là không có chạy xe xuống, mà bà con sẽ được rước bằng thuyền du lịch của khu du lịch Mỹ Phước Thành hỗ trợ để mà đi. Còn cái đò An Nhơn thì hôm nay Trang cập nhật vào ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch thì là tạm ngưng hoạt động nha cả nhà. Khi nào mà tới tụ trường thì tàu sẽ hoạt động lại, đò sẽ hoạt động, nhưng mà đò thì sẽ đi bằng xe nhỏ mà không có ô tô. Cả nhà muốn đi ô tô phải đi ra cái bãi bến đò và Tân Thuận này nè. Mưa rất là lớn luôn cả nhà, thấy bên kia sông không? Bên kia là bên kia còn đây một cái bến đò nè, bà con phải đứng ở đây.
quê Tâm Thuận Đông vào những ngày mưa bão. Thời điểm bây giờ thì đang bắt gặp cơn bão số 2 cả nhà, chịu ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Bến Thà này thì được cái là xe lớn xuống đi vu, xe tải đang xuống mà trời mưa nữa cả nhà. Chào cả nhà, có mưa được gặp lại cả nhà tại chợ quê Gốc Bảo, một cái chợ cù bao rất là đẹp ở Đồng Tháp, mà hiện tại thì rất là nhiều bà con du khách phương xa trở về đây để mà tham quan du lịch và trải nghiệm ẩm thực văn hóa con người Đồng Tháp. Hiện nay Trang đang có mặt ở chợ quê Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh. Ở đây là chợ gồm như cả nhà mà muốn gì cũng có thì ở nhà coi từ cái đầu tới giờ thì có một cái gồm nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ thì mình cùng di chuyển vào bên trong chợ. Rất là nhiều bà con trở về ngày hôm nay. Ở đây do là thời tiết hôm nay bị mưa nha cả nhà. Đây là một cái bến sông quê. Đó. Cả nhà nhìn xa xa có thể thấy được bóng dáng của hình của cây cầu Cao Lãnh. Bên đó, bên đây là một cái cồn nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong chợ. Những cái vật dụng hay là từ những cái đồ trang trí ở đây đều tái hiện lại cảnh chợ quê xưa. Những cái chỗ lá nè, bán nước. Đó. Đây nha cô bán nước nè. Bữa nay mưa quá ha cô. Dạ, bán chậm. Nãy con cũng cố gắng qua đò luôn. Đó. Mấy tuần trước cô bán được không? Từng nắng thì bán được. Dạ, từng nắng bán đỡ ha. Dạ. Mưa sáng giờ chưa bán được nhưng nước trắng này nè. Dạ. Cô làm con một cây nước gì đi, có muốn không cô? Cái này nước sâm hả? Sâm. Dạ, lấy con cây này đi. Bữa nay trời mưa gió con. Không biết mấy cô bán sao. Dạ. Cô lấy con cái bọc đi. Nhiêu cô? Dạ, đồng nghiệp mấy bà con bữa nay trời mưa nha cả nhà. Để Trang uống ly nước thì rồi đi tiếp. Dạ, con gửi. Ở đây ăn hàng rất là rẻ. Dạ, mấy cô bán bình dân. Dạ. Cháo rồi hả? Dạ, con cảm ơn. Chúc cô bán đắt nha. Dạ, đây mình lui ra đây. Đi về trời đó. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi vào khám phá nha. Ở đây là những cái quầy hàng bánh tằm bì, nước cốt dừa, bì cuốn nè của mấy chị đây bán nè. Bánh tằm bì, nước cốt dừa. Này trời mưa quá trời mưa rồi cả nhà. Làm xá xíu, xíu mại, thịt. Đó, đủ loại ha. Cái này là bánh tằm bì ha. Dạ, bánh tằm bì. Bánh tằm, bánh hỏi. Làm con một dĩa bánh tằm bì xíu mại mà không để nước cốt. Rồi. Dạ. Để đâu giá không? Để đầy đủ. Rồi, không để. Đừng ớt. Bao nhiêu vậy chị? 20. Đừng ớt nha con. Bên này là xíu mại. Xíu mại. Xíu mại. Rồi, một dĩa bánh tằm không nửa bún. Rồi làm con một dĩa bánh ướt đi, bánh hỏi chứ. Cái này là đặc sản miền Tây cả nhà, tằm bì xíu mại nữa cô. Cái đó để nước cốt ha cô. Con ăn nước cốt nha. À đúng rồi, cũng được. Ăn nước cốt để. Dạ, luôn. Dạ. Cái này bánh hỏi là ăn nước cốt hả? Dạ, ăn như bánh tằm vậy đó. Cô làm y vậy đó. Ăn gì ăn? Dạ. Ăn gì để đó cô. Dạ. Đúng của nó là phải bánh tằm bì nước cốt. Là Trang thích ăn cái sợi bánh hỏi hơn. Bánh tằm hay bánh hỏi? Dạ, rồi. Rồi. Nhiêu dĩa chị? 20 con. Rồi rồi. Rồi đây mời cả nhà cùng ăn ha. Đây ăn độc lạ nè, ăn bánh hỏi. Rồi phải có nước cốt ngon cả nhà. Đây, rồi rút lên. Rồi mời cả nhà nha, mình ăn trong cái dĩa bánh hỏi, nước cốt. Đại thường người ta là phải bánh tằm bì xíu mại, nó có cái này viên xíu mại nè, 20.000 dĩa để trong cái dĩa ngày xưa luôn nha cả nhà. Mời cả nhà, em phải chan nước mắm vô chứ. Chan xíu nước mắm vô. Chắc em ăn nó hỏi không? Chị kêu bánh hỏi.
Rồi mời cả nhà nha, đây có bánh hải lá dứa nè. Đây đồ chợ quê bán cái gì cũng dễ thôi. Ngon rồi, giờ cho mẹ rồi. Giặt đi. Không có nước cốt nữa ngon. Đây có mỡ hành nè cả nhà. Cha bên đây là gì vậy trời, quên rồi. Mỡ ngon. Béo, nước cốt ngon. Đây nước cốt nè cả nhà. Ở miền Tây mình ăn món ăn phải có nước cốt. Qua đây nè ngồi. Ngon. Nó ngon nhờ cái nước cốt. Bánh tằm. Nước tằm á. Rồi mới hỏi. Sứ mại. Sứ mại làm ngon nha. Đồ ăn ở đây làm ngon. Chín rồi, chín năm rồi đó. Thịt tằm. Nấu hoành ngoài ha. Ăn phê à, đây mời cả nhà cùng tiếp tục ăn với Trang nha. Rất là ngon. Trang ăn xong rồi cũng thấy rất là ngon. Xếp hàng mua luôn nha cả nhà. Nè hộp này của ai nè? Hai hộp đúng không? Chị, cô ơi cho con một hộp bánh tằm bì đem về đi. Hai hộp bánh tằm của ai à? Nhiều rau giá để ớt không để gì chua. Hai hộp bánh tằm. Cái đông quá, Trang đợi nha. Trang này Trang mua về cho mẹ nè. Bánh nước. Bên đây là xôi sầu riêng. Xôi mặn, thấy ngon quá nè cả nhà. Để tìm một vài là ăn. Thôi đây là sầu riêng tươi luôn. Mấy cô bán nè. Nhìn hấp dẫn nè, nước cốt dừa. Bì cuốn xoài mít à, một gói xoài sầu riêng là 15.000 giá ở đây bình dân đó nha bà con, bắt đầu đi ra ăn được rồi nè, bớt mưa rồi. Để Trang đi một vòng ha, rồi Trang giới thiệu sơ lược một vài món ăn đi, rồi khi nào Trang ăn có chỗ nào thì Trang quay cho cả nhà coi nha. Nói chung là bà con rất là thích thú để mà thưởng thức những cái món ăn ở đây đó. Xoài sầu riêng 10-15 nghìn. Đáng đắt nha mấy cô, bữa nay mưa quá. Dạ. Mưa nhưng mà bà con vẫn đi đông. Dạ. 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 Hồi từng gòi quá đông đúng không cô? Dạ. Dạ. Con nghe nói là hồi từng gọi qua tới đây rồi không còn gì bán nữa. Không còn. Dạ. Đặt bánh cả ngàn người dạ. Đâu có cho qua. Tiếc là ngay mùa hè này thời tiết nó không được đẹp. Ờ, vẫn rồi. Xôi sầu riêng. Xôi mít nè, nước cốt dừa nè. Đây là bánh về. Rồi con cảm ơn. Dạ. Dạ. Đó, con nhà thấy không rất là nhiều bà con. Rồi à, thưởng thức những cái món bánh quê dễ thương. Ngày hôm nay có rất là nhiều đoàn khách trở về với chợ Cù Lao Tân Hường Đông. Bánh quê các loại này, đặc biệt là mấy cô mấy chị bán bánh à, chị mâm bánh mới ra lò luôn, đẹp quá. Bữa nay mưa chuyển đồ qua đây hơi cực hả chị? Dạ. Mình làm ở đây luôn hay là mình làm không, bên kia? Em làm ở nhà đem xuống. À, phải đi qua phà mới qua đây dạ, được không? Hả? Em ở trong cồn. À, người trong cồn. À. Dân địa phương mới được bán hả cô? Dạ, đặc biệt ở đây con thấy mấy cô bán mặc áo bà ba không à, đẹp quá. Đây là mấy cô bán bánh bèo. Bánh da lợn, các loại bánh quê nghe cả nhà. Bánh bèo 10.000, bánh chuối 10.000, bánh da lợn 10.000. Cả nhà thấy rất là nhiều. Đó, cho cả nhà coi một số loại bánh quê. Đây là thời tiết không được đẹp nhưng mà rất là mong cả nhà từ phương xa đều trở về đây nha. Đó. Có nhãn nè, có rau vườn nè, có cát vỏ luôn. Anh em chị ơi, nào không phải em đi. Rất là bánh. Mình rất là thích nha. Chị em chúc mình lá đắt nha. Dạ em cảm ơn. Đi cập nhật cho cả nhà coi. Đây là một số loại bánh.
bánh đúc răng nè, rồi bánh cuốn, bánh cuốn nóng, bánh cúng chứ, bánh cúng thôi nha. Đây là hộp gà, coi chợ, cả nhà có thấy coi chợ nào mà mặc áo mưa đi ăn hàng nhiều như chợ này không? Em thấy các chợ này là duy nhất luôn. Ở đây là bánh bò nướng thốt nốt. Dạ, bữa nay mưa gió thấy hơi cực hết mấy chị. Dạ, đúng rồi. Cái này đặc sản An Giang hả? Em hả? À. Em ở đây. Ở đây ha, dạ. Bánh bò rồi thốt nốt. Cái này em thấy hơi lạ nè. Dạ. Cái màu thốt nốt hay màu gì chị? Màu đường thốt nốt á chị. À. Đây là tụi em nướng chứ không phải là hấp. À. Nó sẽ màu vàng. Dạ, hàng gì em thấy cái màu nó khác. Dạ. Dạ. Đó. Chị vô hộp rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Cả nhà có ăn quay bánh bò thì lại đây nha. Nhãn vườn luôn nè, 20 ngàn một ký. Rồi em chúc mình bán đắt nha. Dạ em cảm ơn nha. Dạ em cảm ơn. Đó, mấy cô bán nước mát à, bà con là người ở đây mới được bán đây. Ăn cô mua ăn nha. Đó. Cô mua ăn nha. Xích xích. Mấy cây chị. Cô ăn nào, cô ăn thế này. Như là mãng cầu. Con em thế nè. Trái cây sạch nha cả nhà. Mấy cây sạch chợ quê. Ngày mưa bão. Nhà thấy cái mãng cầu. Ừ. Cái ngôi nhà lá được dựng lên nè. Bên cặp bờ sông này nữa. Trời thì vừa dứt mưa rồi. Đây là đoạn bánh quê. Một cái dãy mà chuyên bán bánh nha cả nhà, bánh các loại bánh nè, bánh ướt ngọt rồi chuối nấu. Đấy. Nhà thấy mà con bán. Trời hôm nay thì nó không được khô ráo. Để đi lại rồi nha cho cả nhà coi bánh. Đây là chuối nấu nè. Bánh ướt ngọt nè. Mua màu sắc rất là đẹp. Bánh quê giá rất là rẻ nè. Đây bánh nước ngọt. Bên kia có bánh tét, bánh da lợn. Một đoạn chợ quê. Những đoàn khách ở xa cũng về đây. Bánh cá thì nhiều loại nha. Và bánh bánh ướt nè, nhà bánh nha, đậu xanh nướng, cái này là cái bánh da lợn. Nếu đi ăn, cái bánh là chỉ nè. Nếu đi làm vậy, bao nhiêu? Bà con thì mua bao nhiêu và mấy cô sẽ bán bao nhiêu cái này, 10 ngàn, 20 thì bao nhiêu cũng bán. Chợ làm không ngon bằng này. Ở đây mấy cô làm chuyên nghiệp. Cô cũng lại đang nói gì đó. Dạ. Thứ 7 hả cơ? Từ 2 giờ đến 8 giờ. Đó. Thứ 7 nào từng nào cũng vậy hết. Trời ơi tới Tết rồi mày ơi. Rồi mình đi tiếp mà. Bánh tét hả cơ nè. Bánh tét hay là bánh tét chữ. Xăm bổ lượng. Đây, quá nhiều món ăn ngon luôn nghe cả nhà. Bà con thì rất là thích thú với cái ngôi chợ này. Sau rồi,
luộc. Cái này là bắp nấu. Bắp xa xa là bắp đùm á. Có ốc nè, có trứng dưới này nữa nè. Ủ lợi luôn. Có món bánh quê nè. Bắp đùm. Do là ở bên khu vực cồn nên là đường đất cặn hơn chưa có mở rộng ra được. Đúng rồi, thấy không? Bà con ngồi cứ rất là nhưng mà hứng thú chứ nó ăn nữa. Ở đây thì rất là ngon. À, bây giờ mình còn đi nha cả nhà. Ủa đâu rồi? Hai đứa mấy đứa kia đâu rồi? Bà muốn mình ăn uống lắm rồi mà. Bà con rất là thích những món trong chợ quê. Ngồi thì ngồi dưới mưa luôn, có người lớn tuổi cũng có, người trẻ cũng có. Đây là những cái sập nè. Hỏi là trái cây vườn nè, trái cây sạch nè cả nhà. Nước gì đi mấy cô chị ơi. Nấu bánh canh. Bánh lá dừa nè. Bà con rất là thích thú. Bánh canh cua kìa. Hạt sen, bố chè lông nhã hạt sen. Ôi cái bánh này đẹp quá. Bánh lá dừa hay là ấu. Đây là bánh bán cầu nặng. Ấu nha. Ấu. Đó, bánh bán cầu. Bánh canh cua làm ngon thiệt. Quá xuất sắc luôn. Cái này là quả na. Nó bánh 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 gì đó. À, cái đó dùng nhân đậu có như dừa có. Nhân đậu với nhân dừa. Đậu không có vừa phải, nó không có ngọt khác nên ăn. Quá đẹp. Hạt sen hả? Hạt sen. Hạt sen đâu? Sen. Mua gì chứ? Một hộp gì? Hộp sen. Cái này nấu hả em? Nấu. Nhà nấu xong rồi rang. Nhà nấu xong rồi rang lại. Đặt sẵn đồng thoát thôi nè. Bánh măng cầu. Đó là bột gì cô? Cái đó bột năng. À bột năng vậy là dai dai hả? Dẻo. Dạ. Dẻo dẻo. Dạ. Lạ quá, đẹp quá hả? Cô khéo tay quá. Dừa với đi màu là chỉ có lá dứa. Dạ. Hả? Bữa nay thì thời tiết hơi thất thường chút hay mưa. Dạ. Rồi con cảm ơn. Hả? Này. Dạ, này là bánh canh. Bánh canh cua. Bánh canh cua hả cơ? Đó. Dạ. Ôi cua đồng. Cua đồng bột sắc. Bột sắc nước cốt dừa. Quá béo quá ngon luôn á cả nhà. Dạ con cảm ơn. Cua đồng nha cả nhà. Hàng chất lượng không luôn á. Về đây thì có thời gian á, mình thưởng thức những cái món ăn ngon rất là thích. Tại vì á, những cái món ở đây bán rất là bình dân. Giá cả thì hợp lý, chưa có đâu. Chợ thì không có. Dạ, chợ này mát mẻ. Có cái là hơi mưa với lại qua cồn hơi khó chút. Đại con đi nè. Để mình đi lưu lại coi cái nhà coi ha. Những cái góc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cả nhà thấy có một cái ngôi chợ nào mà bán á. Một bên là vườn chuối, xương rồng. Một bên bờ sông. Cả nhà thấy dễ thương không? Đây qua đây coi, là bánh quê nè, cờ đỏ bánh kẹp, một số loại bánh, nhiều, là bánh kẹp, những cái loại bánh quê được phát hiện trong chợ, à, bánh kẹp chuối thấy gì cơ, già bánh kẹp chuối, banana. Có rất là nhiều khách nước ngoài về luôn nha cả nhà. Anh đi dân đâu anh đi dân chỉ nói được từ tiếng Việt. Có rất là nhiều. Con một bánh một cái.
Bên đây sẽ có những cái loại bánh khác nữa, là bánh mấy cô lớn tuổi bán nè, mở ra ba. Đây là bánh tép bột lọc đó cô. Bánh bột lọc. Dạ. Có cái này không biết. Bánh này bánh gì vậy? Bánh này bánh gì? Bên đây là gì cô? Xếp. Bánh xếp hả? À, làm theo kiểu bánh xếp Hàn Quốc đó nha. Nhưng thật thì cũng sống. Ăn cái được không? Ăn cái được không? 3.000 một cái. Yeah. Một phần 15.000 sáu cái. Cái đó là bánh gì? Bánh bánh xếp Hàn Quốc. Thịnh. Bên đây là tép nè, bánh bột lọc. Ừ. Cô làm nè. Cái này nhưng ở trong như gì? Thịt củ sắn nấm mèo á. Thịt củ sắn nấm mèo. Thịt củ sắn nấm mèo. Củ sắn nấm mèo. Cái bên đây cô làm cái bánh vàng vàng giống bò thốt nốt. Hay là giờ để cái này để như là cải biên nữa. Không biết bánh gì. Ra đây cho cả nhà coi cái bắp này nè. Cái này là bắp đùm hay gì cơ? Cái này hả là bắp Mỹ á, mình làm từ trái bắp á. Dạ bắp. Cái này bánh quy hả? Em có biết đâu này. Bánh quy hả cô? Bánh bánh cái khô là từ trái bắp. Bánh làm từ trái bắp. Cái khuôn là khuôn bánh quy đó. Bánh quy xưa là để cái bông trang lên làm cái nhị hay gì đó con. Mình làm từ trái bí á. Dạ. Trái bí là mình nhồi bột vô rồi mình làm nhân đậu xanh. À. Từ bí gỡ á. Làm rồi. À. Mình có là 2.000 coi ăn đó. Thấy che rồi. À. Một con thì ở đây ngồi ăn thưởng thức bánh. Mãi biết vậy đừng ăn nhiều ha. Nằm khuất xa theo một bên là hàng rào của cây xương rồng, một bên là những cái vườn cây ăn trái ở đất cồn Tân Thuận. Cả nhà thấy được không khí của bà con ở đây mà khách du lịch đến đây cũng rất là háo hức. Để thưởng thức những cái loại bánh quê á. Bánh của bà mình đem xuống đây mình bán một cái chai phở. Bánh trái cá mợi. Bánh bèo ngọt. Rất là nhiều. Đây là bánh bánh. Đây còn những cái hũ sành hồi xưa nè cả nhà. Đây là bánh bánh bột lọc mà gói trong cái lá dứa cả nhà. Mấy cái này là lá dứa nè. Như ở trong là con tép, ở ngoài thì cái bột nó dai dai. 15 ngàn. Cái này còn chục, 15 ngàn chục. Chục. Đó, bên đây thì có một cái dĩa của nó là có dưa chua, rau và bánh đúc mặn kế bên này cả nhà. Một vài kế bên sẽ là bán những cái món là bánh lá mít nè. Bà con rất là thích đi ra đây để mua bánh đem về nha cả nhà. Và thậm chí là bà con có thể ở gần khu vực Cao Lãnh hay cũng có thể là cuối tuần thứ bảy là sẽ tranh thủ qua đây để mua những loại bánh ngon để về ăn. Bà con giờ này vẫn đi rất là đông nha. Thấy được khách qua bên còn nhiều ha. Nhiều mưa gió. Nhìn là biết rồi. Đây là đời trời là món chứa nước. Đi chỗ khác đi. Đây là trời món gì? Món chuối nướng nếp nè cả nhà. Chưa ăn gì nè. Thơm quá. Cái này ở ngoài là nếp, ở trong là chuối. À, ăn với nước cốt dừa đậu phộng. Nước cốt dừa thì ngon nhất là phải có cái bột bán nữa. Có béo ngọt ngọt. Quá ngon. Ở đây là hộp là nướng nè. Từ những cái loại món ăn vặt cho đến là những cái món ăn bánh quê hay là những cái loại đồ mặn thì dưới cuối chợ á có đặc sản như cái nhà tôm nướng rồi là có hết. Đây là bánh gì để xem coi nha. Còn mưa ướt hết trơn cũng
rất là thích đi. Này là bánh khoai mì, kẹo khoai mì, siro đá đào các mẫu đi sẵn nè, các loại nước chè xanh 8.000, 5.000 đồ vẫn có cả nhà, giá rất là rẻ nhưng mà bà con cũng thích đi nữa, mỗi mà ngon chất lượng. Cái này hạt sen, bên kia đâu? Đây là chè bưởi cả nhà. Cho ly hạt sen đi bưởi. Dạ. Nước cốt dừa. Để qua đây quay kỹ chè cho cả nhà coi. Chè hạt sen luôn. Rất là hấp dẫn. Chè bưởi. Hạt sen 10.000 đồng. Ly này ly kia. Chai tí hả? Dạ. Đó, mình giá chị này là cái gì? Ly này một ly này. Nước cốt dừa sánh cả nhà. Cốt dừa hộp luôn. Đưa cho chị thuốc đó. Ừ. Đưa cho chị thuốc đó. Một ly. Cái này là món chè bưởi nha cả nhà, 10.000 một ly. Ăn thử coi nó làm sao nha. Sao nó lên bền giống như ăn thử trong này có gì. Không có hạt sen, đậu hầm, nhưng mà nó béo nó cốt cả nhà. Cái ly làm rất là miền Tây luôn. Hôm nay nó có cái này chắc bưởi gì đó nha. Bộ đậu ngự ngon, ngon lắm luôn, nó giòn thịt 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 đó cả nhà, ngon à. Lần đầu tiên ăn ly chè bưởi trong mưa cảm giác nó lạ hơn ăn chè nắng nữa nha. Sau khi ăn ly chè bưởi xong mình đi tiếp ha. Ngon chè sen nữa, mấy cô bán nhỏ mấy cái cây ở vườn ở quê nè. Mùa này có nhãn nhiều, đất còn nhãn nhiêu ạ? Nhãn tiêu. Nhãn tiêu à? Y đo hả? Y đo. Nhãn này cơm dày. Dạ. Bà con đi chợ mở mưa. Do là thời điểm này là thời điểm hè hết, tháng 7 á, mới rất là nhiều đoàn khách, các bạn trẻ cũng có dịp trở về đây trải nghiệm miền Tây sông nước luôn. Một góc trời quê. Rồi bán bánh tráng thơm lắm luôn đó nha. Mấy cái bạn bán thì mặc áo bà ba dễ thương nữa không. Giờ này là 3:37 nha cả nhà, đông lắm nha. Dạ. Cả nhà có đi thì ghé. Giờ khoảng 3:00 mấy đủ đồ ngon luôn, nếu mà đi trễ quá thì sẽ không còn đồ ngon. Bánh tráng trộn này có cay không chị? Chị dùng miệng hành đó đó. Hay cay không chị? Cái này là cay chưa? Hả? Cô lấy chưa? Để thôi. Cái này là trộn sẵn rồi hả chị? Như tiền bịch. Nhìn cái bà gánh dễ thương không? Để đi con. Kiếm cái gì ăn mà đông quá không chưa vô được. Một bịch. Để nhất con hai kìa. Một bịch. Nhà có ghé chợ quê ghé mua quầy bánh nha, bánh tráng nha, dễ thương đó. Chiều trời mưa gió nhưng mà các bạn bán cũng còn tươi lắm nè. Rất xinh luôn. Rồi đi qua đây. Đây cô bán ổi.
và bán một số loại bánh dưa, trái cây. Xa xa là cả nhà, là một cái cách để mà di chuyển bên đây bằng khu tour của Mỹ Phước Thành á, mà hiện tại thì tôi nghe nói là cái tiền qua từ bãi tập kết qua đây sẽ thu tiền đò rồi, bắt đầu thu cũng cũng cả tháng vậy. Tôi nãy sang có hỏi thăm, lúc trước thì miễn phí, bây giờ đã thu tiền đò tại vì do số lượng quá quá nhiều á cả nhà. Nhưng mà thu cũng người nhà hay nhiều quá, có xe luôn á. Để mình qua đây coi cái quầy gì mà bà con quá đông nha. Quầy cung cấp nước, nước. Đây cho cả nhà coi một vài món ở chợ quê nha. Vẹn nước này là đúng ở quê luôn. Chơi là trứng cút nước. Nó mua nhà từ từ nhiều lắm. Nhiều món. Gì? Giữa đây còn có một còn đi. Quá nhiều món. Rồi mình đi ra đó nha. Bánh canh. Có những cô lớn tuổi đi bán rồi. Không được rồi, con biết nha. Không có được. Ăn giảm gì vậy? Có ba trứng cút, trứng cút nướng đông vậy đó mà. Đây là một cái quầy nó là đứng xếp hàng mua. Ở trên đây cho cái nhà coi cái gì mà đứng xếp hàng dữ. Ông ơi, hai phòng ăn về rồi, đợi xíu. Mình có trà bông, có hành phi cả nhà, có hành lá, một vài món ăn vặt bà con rất là thích thú luôn, và cũng làm liên tục luôn. Để mình đi qua đây, cái việc quẩy cái lưỡi đó trứng cút này thấy giống rồi, là cảnh xếp hàng ăn trứng cút nướng. Trứng cút nướng mà đang đi đó. Kênh của em là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Dạ. Gia đình mình ở đâu? Cấp 10. Cấp 10. Em ở huyện Cao Lãnh. Dạ. Chúc gia đình mình đi chơi vui nha. Dạ, em cảm ơn. Trang Lang Thang. Dạ, trước em cũng có quay chợ này một lần rồi. Dạ. Dạ. Mấy anh chị rồi. Cả gia đình, nói chung là bà con mùa hè nên là gia đình đi đông lắm. Để mình đi qua đây nữa. Cho nên là về đây cảm nhận được cái không khí ở quê và miền Tây sông nước. Đây là cái món kẹo chỉ hồng, kẹo chỉ món kẹo tuổi thơ đúng không nè. Nhiều con vậy? À, nó sẽ là thuộc gà, nó chảy này là lâu đời lắm nè, bà không không có mua ở đây nè, ngon lắm luôn. Thêm cái là đường mạch nha hả cô, mạch nha đường với một lớp bánh kẹp rồi cái dừa gắp vỏ, dừa gắp vỏ luôn. Ở đây mấy đứa nhỏ đâu, hai đứa nhỏ đâu, kéo lên. Ê, bữa nay Trang thấy rất là nhiều hình ảnh bà con mua xoài đông lạnh á, xoài mà cắt miếng là ướt ha, chỉ có cách vậy mới ăn được cái xoài Đồng Tháp mình hớp nhẩu thôi chứ quá nhiều rồi. Chứ còn nè, các bà lọc nhà thấy có khách nước ngoài về nè, bữa nay là khách lạ không á, nghe có khách Nghệ An rồi nhiều á, đoàn thành phố giờ 200 người hả chị. Dạ. Dạ. Đông quá, bữa nay quá đông tại thời tiết vậy ha. Dạ, em cảm ơn, chúc chị ăn lắc nha. Dạ. Quá chừng cái món trứng cút nướng này đắt rồi. Đi qua đây cái này. Xếp hàng đứng rồi, thấy ai cũng mua. Thì nó chỉ là trứng, hành phi rồi thôi. Cơm khô.
Anh Quốc thịt nhiều quá, hơi mặn. Rồi đi qua đây, đi cho cả nhà coi nghệ thuật nặng tạo he. Đây, đây đây là một vườn ký ức tuổi thơ. Có những bớt bớt lại xì hơi hết nặng tạo he. 175 rồi mực à, rất cần lấy đi. Đây có những cái bông hồng mà chú hạng rất là khéo. À, đi đi qua đi. Chú bán là làm cái để cho người ta bán. Lấy đi lấy rồi. À, thú tiền đây là một con. 15 15 một con. Rồi đi 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 qua kia để cho người ta bán. Đi đi đi. Đây 15 15 nghìn một cây tàu ha. Một trăm miếng bé nè. Kẹo, kẹo đường. Nặng thằng hình con này con kia. Cảnh này à, tái hiện ngay cảnh quê không chú? Dạ. Cái này hơi vất vả xíu nhưng mà nó đúng ngày xưa nè. Dạ cảnh xưa. Bây giờ không có cho làm máy cả nhà. Làm si rô đá bào là làm kiểu như ngày xưa. Đẩy thằng đá này. Và con rất là thích thú đá bào. Si rô đá bào. Sugo đá bào. Rồi, sữa. Rồi, cô nói không để đậu phộng nha, lấy màu xanh không để đậu phộng để sữa thấy con. Rồi, à, sugo đá bào ngày xưa rồi cả nhà. Đây đây, một viên ngồi nữa đây. Có tái mép gì kỳ à? Ở ba màu. Xanh, xanh, xanh đỏ, đỏ. Ồ, vậy một màu. Màu xanh chắc là không dưới. Rồi, tổng cộng ba đi rồi có ba cục vàng thôi. Với 500 ngàn hoặc 470 ngàn. Một ly. Một ly nữa, tức như đây. Đây, có liền. Đây, một ly đẹp cầm. À, sữa đậu phộng để anh chờ. Quá vừa luôn. À. Bến Tân Thuận Đông đưa rước khách đi ra bến tàu. Chỗ ngồi, ra bãi tập kết này các bạn. Trang thì đi đường phà, Trang tự chạy xe máy. Trước mặt cả nhà sẽ có những cái khu để nè đi qua bên kia đang mở rộng thêm á cả nhà. À, rồi bây giờ mình đi qua đây cái lớp cua nè. Đi cho giáp đi, đi cho biết gì ta. Trời chiều bắt đầu nắng lên nè, hết mưa rồi. À, đây là bánh lọt xương xa. Bữa nay bán được không chị? Đắt hơn từng ngày không? Dạ. Dạ trời mưa mà bà con vậy là qua đông đó. Dạ. Rồi chúc chị bán đắt nha. Dạ. Này mấy chị bán phải yêu nghề, bán ngay ở đất cồn. Hả? Xương xa hộp lựu. Nay anh bán nước. Đây rồi nước mát. Hả? Lọt không á. Alo chị ơi. Nhiêu vậy? 10.000 thôi. Dạ, đó là sâm á con. Bây giờ rất là đông rồi năm. Wow. Hơi ngược nắng rồi cả nhà. Đây là xoài. Xoài non đất cồn. Đây là đất xào. Đất xào. Dạ. Dạ. Mời chị. Hồi trước cô bán món gì á? Trước là cá chả.
À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À, bắp giả. Bắp giả. Dạ. Quá thơm luôn. Giả của bắp kia không được rồi. Dạ. Giờ bắp xào. Bắp xào. Dạ, quá là giờ bán bắp thiệt. Có bắp giả bán thì làm, giờ bán bắp thiệt. Nó bắp xào rồi cả nhà. Bắp xào nè. Rồi này là cá chả chiên nè. Đúng rồi. À, thơm quá. Mình có thể mình thử tiếp đi rồi mình đưa. Ừ. Cơm á. Rồi để mình đi tiếp tục. Ấy đắt nha chị. Cơ. Dạ. Rồi để đi tiếp tục. Ôi đây là trứng vịt rang me nè. Đó. Bữa nay bà con đi đây thì đi sớm một chút để đi trễ là hết đồ ăn. Cô đi chơi vui nha cô. Dạ. Thôi đi. Thường thường chỗ này bán tôm này giờ này hết rồi. Đứng đỡ đây cái đó, một cái đoạn cả nhà thấy đông không, dài đây thì sẽ bán những cái loại đúng là chợ quê nè, ổi nè, ấu rồi nè, rồi rau vườn. Quá đông cũng chứ, nhưng mà ít có cái chợ nào mà bác rồi ăn sẵn nhiều như vậy á, nên bà con thích. Nhưng mà những cái loại quê xưa nữa, trứng lộn rang me. Bà con ăn đại tiệc rồi. Ngay một góc đường quê. Có cái cây xương rồng này chẳng thấy hơi nguy hiểm mà. Khác nhiều khi ngồi cũng hơi bị sợ sợ đó. Đây là ép chiên bột 5.000 một cái. Đủ loại luôn nha nè. Đây là món hến cuốn nè. Món này đúng ngày xưa nè. Coi cô cuốn nè. Ở cuốn mà tép. Hến cuốn nè. Hến. Bánh cuốn, bánh cuốn không nhúng. Hến cái rau. Coi cô cuốn cái nè. Hết cô chú chị ơi. Có bún nè, có bún ăn đó ha. Hến. Nhiều cuốn gì em? 5.000 hả cô? 5.000 một cuốn. Cho 2 cuốn đi. À, nước mắm dùng ớt nha. Rất cay không em? Thế thế à, có 2 con bà bớt. Cái này em đổ qua. Bánh cuốn hến nè. Cái này là đúng ngày xưa. Món này món này là ốc luộc 30.000 một kiếp. Đó, này ốc của cô này. Bán những cái loại mà đúng loại là quê. Ốc nướng của chú anh chị ơi. Ốc nướng, ốc luộc. Đi qua đây cho cả nhà coi chợ quê. Chợ quê mà quê chết quê chơi luôn nha. Quê tới nỗi mà có luôn cái cọng lục bình đó. Ồ, con này là khô cá lồng tông nè. Nhìn thấy không? Khô cá lồng tông. Này ấu. Ấu này thấy ngon quá. Trái siro nè cả nhà. Đó giờ Trang chung chưa biết nấu cái trái đó nha. Mà nghe nói thơm. Trái siro nè cả nhà. Chị hớt có bự có nhỏ giùm em nghe chị. 40.000 ký. Ốc vườn. Ốc nè, ổi nè. Rau nè. Ốc này ốc bu đen. Ốc bu đen. Ốc bu hả? Ốc bu. Có vài con khác nè. Rồi. Mấy con sạch sạch này ra lát nè. Con này ha. Con này lát nè. Bây giờ còn cái bên đó nên nhận nó bu. Con nào đứt bằng lát lát. Hết trăm rồi hả? Ổi nè. Lục bình luôn rồi cả nhà, trái siro rồi bán những loại trái quê quê không à. Anh 25.000 ơi. Có bu vàng nữa kìa. Không, không có, không có nha. Con này là ốc lát nè cô. Con này là con ốc lát. Con này là ốc lát à. Ốc bu vàng cái mài nó sâu xuống. Dạ không phải, không phải. Con nhìn con biết. Ốc bu vàng cái nó nhỏ quá. Con 3 ký hơn kìa, 3 ký. Chợ quê sát dẻo mua nhanh bán lẹ nè. Cũng chung họ. Rồi đi ra đây. Rồi chị này hơn ký nè. Đấy ký luôn. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Rồi
Nhưng mà ngon. Nước cốt đó. Ừ. Hến. Ừ, nó loại đồ đồng. Nấu. Hến tháng tư luôn. Nè gà. Ra mát. Ra mát này là nhãn. Rồi mới hả? Ra vườn nha, bữa nay bà con bán rất là vui. Ớt tưởng nè. Ớt có tim. Mía. Rau. Ra vườn không à, ra sạch không à. Con diễm. Bán quá nhiều ốc hến rồi rau quê luôn. Một cây đậu nè. Đây thì bán cá viên, đồ chiên, các loại bánh. Bánh bột bán 12.000 một phần. Đó, đủ lại thôi đó nè. Cá viên chiên nè. Bà con ăn nè, cua, ốc, chuột, đồ nướng sẵn luôn. Chuột chấm nước chấm một ớt. Chuột chấm nước chấm, chấm một ớt. Chuột chấm nước chấm, chấm nước chấm, chấm nước nha. Rồi, rồi, rồi. Ốc đồng nướng 20.000 một con, chuột đồng 20.000 một con, ốc nướng tiêu 5.000 một con, cua đồng nướng 5.000 một con. Anh chủ không có con. Bạn đâu ngồi? Kìa, bạn nhắc cho nó. Ốc rồi. Xuất hàng cũ rồi. Kìa, ông lấy cái quẹt đi. Quẹt đi. Nướng hả? Nướng mà nướng luôn nha cả nhà. Đây ớt nướng nè, ớt nướng mà để nguyên dao luôn nè. Ba năm. Mấy con chuột chạy em lấy luôn nè chị. Ba vô không nha. Con đó mở lên cho mọi con. Ốc nè, cua nè cả nhà. Bên kia chưa trả tiền nha, đây sẵn đồ đồng mà thôi con. Gửi tiền rồi luôn chị. Tính tiền như này rồi. Chuột nướng nè. Ớt nướng nha. Con gà là bán sạch sẵn đồ nướng. Cua đồng. Cua đồng. Bà khía nè chị. Ừ, bà khía luôn. Chừng luôn, đây là đặc sản luôn á. Này là gỏi ba khía trộn gỏi đu đủ. Ủa là ba khía bán sao luôn? Ba khía bán hủ chị. Cái đó là cua luộc, cua đồng á. Con cua đồng rồi. Ở đâu đủ. Mình này có cái gì? Có cái gỏi gì hả? Gỏi bắp, cây chuối cây thế nè. Lỗ tai heo ngâm giấm, thịt đầu ngâm giấm. Ba khía với tôm, thịt luộc, thịt ngâm giấm. Quên, mua, đợi cái tiền cái đi. Cho 50 không? Làm vui á. Hả? Mẹ giao 50 nè. À, bây giờ mình đi tiếp nha cả nhà, quá nhiều món. Em bé đang chặt cơm lam nè cả nhà. Cơm lam này ăn với muối mè nha. Bé giỏi quá. Nem nướng. Cơm lam ăn với nem nướng cả nhà. Cơm với năm cái nem nướng với hai cái cụm rồi. Cơm lam là trong bánh tre. Tương ở trong là nếp nè, nếp lá cẩm lá dứa nên nó có màu. Mẹ, ơi.
rất là thơm, món ăn nào đây cũng ngon. Sống hả? Nhìn hấp dẫn. Ống nó xài có một lần không? Rồi cực có hai nửa đầu ống cũng cực nữa. Nửa để trẻ lại. Như một cây tôm lam thôi. Cây tôm lam nha. Rồi đợi xíu đi. Một bấm xin ở sông quê sao yên ngã luôn. Sorry mất dừa. Mía, chè, gần hết hả con? Dạ, là cá viên chiên. Không. Đi tiếp. Có gì cũng được bỏ gì hết. Đây là cá viên chiên. Bán 2 sâu trứng cút rồi. 2 sâu cút rồi. Dạ. Quá đông rồi, đi tiếp cái ngày gần cuối đoạn rồi đó. Nó là một cái phiên chợ mà nhiều món ha, nó bán kẹo, bánh, khô cá cơm. Nào uống nhà ra mau. Đặc sản chợ quê kẹo nhãn 50.000, bánh ninh 35.000 ký. Bánh ra hàng kêu khô cá cơm 30.000. Ngũ cốc kẹo kẹo nhãn, ớt dừa, canh muối. Nghe đi, nghe nó có ăn gì đâu. Thằng ấy chìm lên nước. Trời ơi, đằng này đông vậy. Bánh đất nha cô. Dạ. Dạ. Đây là bánh ha. Bánh cá. Dạ. Chuối chiên. Dạ, khoai lang chuối sấy. Cái móng đậu đen. Chính rồi, cái móng ngày xưa đây. Em đây, bán cho em. Để cái thùng lại bán từ từ chú ơi. Chú như tên. Thùng cũ quá không mua ơi. Dạ. Cà đen đi. Cà đen đây. Này lắc lắc nước đá muối nè. Cà đen bún cua. Quá đông rồi. Ống. Cà đen ống ngày xưa. Cái này là lắc lắc nước đá muối hay gì nè. Mấy cây. 5.000 một cây vậy. Cà em. 2 cây hả? Cà em đậu. 3 cây. Hồi xưa mình nhà nhỏ không? mình ăn cắt khúc với cả nhà nhỏ chú cắt nè. Nó bọc không chị? Dạ. Đúng không? Nó bọc gì chị? Tử thơ đó nha, kem tử thơ. Rồi, bún cua, bún cua. Bún cua đi, quen quen, quậy ra đi thẳng nè. Ừ. Chưa chưa chưa, đi tới xin nữa. Bảo. Đi. Đây là uống rêu cua nha cả nhà. Có một số góc của mấy cô bác cũng tập lắm nên không có chỗ ngồi ăn. Xiên nướng và con đứng xếp hàng. Vì bán bên đó một ngày đây 2 cây. Ngon không? Hộp chứa chuông xanh đỏ vàng cái màu đẹp. Ăn nó đỡ ngán. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Gần cuối đường nữa. Đi giờ cầm rồi đi. Đâu rồi, hay đâu. Xong rồi. Này bên đây có nền nướng. Đây là mía nè, bà con ghé ăn nè. Xe cho cái xăng rồi. Bà bấm chiếc xe của chị rồi. Không biết bằng chiếc không? Mưa có người thân người đi đông cả nhà vui lắm cả nhà đi thưởng thức món quê. Chợ quê giống chợ phiên Tây Bắc hả, chợ phiên của miền Tây nha cả nhà. Bánh xèo, bánh khọt.
bánh xèo, bánh phở. Thôi bây giờ mình vô. Thấy là con ăn uống. Mấy cô đang đổ cho mấy nha. Hơi chặt. Bạn này hơi chặt nha. Thôi con thử hết. Giờ còn bánh phở không? Đây là gần như là cuối chợ nè, những cái bàn bánh phở. Cả nhà đi đến đây tranh thủ đi sớm nha. Tại vì nếu mà đi trễ thì sẽ hết đồ ăn á. Quá đông, số lượng người đông. Mà bánh phọt nước cốt dừa. Có nhân ở trong nè, tét nè. Đây là cái đoạn cuối của ngôi chợ. Và di chuyển theo hướng này mình sẽ đi ngược ra. Và Trang sẽ đi ra một cái đoạn mà có bà con có những cái chòi ở ngoài kia có rộng rãi không? Có việc cả nhà về đây thì đi ra đó nha. Giờ mình tạm kết thúc cái đoạn ở cuối chợ này. Bà con ăn rất là thích thú vậy nha. Mấy cái vỏ nè, nhà thấy mấy cái vỏ che không dễ thương không? Mua cái bạn chị mua cái bạn quá đông. Đứng lại không? Vậy là qua bên sông cái gì á? Không ăn kem rồi. Ở nhà thấy bà con. Hồi nãy chẳng biết món đó là món gì rồi. Thì gỏi bắp chuối bắp. Nãy cho nhìn chẳng biết. Chẳng thấy cây chuối mà chẳng biết làm gỏi gì. Bà con ngồi bàn giống như là bạn học ha. Ai cảnh như vậy? Dạ. Thế nè. Vui à? Xếp hàng rồi lấy ốc luôn. Muôn hình vạn trạng, rất là nhiều bà con phấn khởi. Nhưng về đây, đa số là bà con về đây vừa ăn ốc à. Nước. Đò qua có 10 nhà. Con đi chậm đi rồi. Đi đâu hả? Đi ra. Có đờn ca tài tử thằng kia nữa. Mưa nên chưa có. Đây bà con các bạn mấy cô anh chị rồi hay hấp dẫn ba mẹ người lớn tuổi rồi đi á. Tại vì cho ba mẹ nhớ lại cảnh quê xưa á. Mà tại đường đi này hơi bất tiện, nhưng mấy Trang cũng muốn dẫn ba mẹ đi cho biết. Nhưng mấy là phải qua đò phà đường hơi bất tiện. Bây giờ tàu đông mua đồ đi ra đi về. Đây đúng rồi. Đây đây con. Khu du lịch vườn chú. Đây. Một đoạn mà khó nhất. Này thấy không? Mát mẻ hả? À. Có những chiếc tàu thuyền siêu xịn nè. Gieo chai. Cái chai dưới sông này nè, nó tốt lắm. Nè nè, cổng này nè. Đó, bà con thích về đây mua rau vườn rồi vậy đó cả nhà.
rau chay là bà con hái như thế này luôn nè, mấy cái tọng con cái này thấy lớn không? Đây là những cái chiếc tàu du lịch. À. Ôi, có những chiếc bo xa kìa. À, bo. Để chàng đi xích cái rồi, cây cầu kẹt quá rồi, không biết sao đi được. Cầu này nhỏ, đi từ từ thôi cả nhà. Cầu dán nha. Công trình cầu gỗ. Cầu gỗ miền Tây. Để đi ra đây cho cả nhà coi chiếc bo chuẩn bị lái. Bên kia là cây cầu Cao Lãnh đó cả nhà. Một cái không khí cũng rất là lãng mạn ha. Mát mẻ, hình như là cho khách chở khách đi tour á. Bên đây cả nhà sẽ thấy xuất hiện một cái đoạn mà bán đồ ăn rất là nhiều luôn nè. Đa phần là bánh xèo, miếng gà, cuốn chả trứng, nước sâm, trà trái cây, hột vịt nướng. Rồi bây giờ đi vô kênh nè. Rồi giờ này qua đây là thoáng mát mình ăn dễ, còn bên kia quá đông. Đoạn của nhà ăn nha cả nhà. Đây chủ yếu là bánh xèo. Bên đây có loại bún nè. Bún cao, bún cua. Bún riêu, bên đây rộng quá. Hả? Mày thấy không? Có riêu cua nè, hả? Có thịt ba loại. Rồi chả cá, trứng cút. Này nước vèo nè. Bà con ăn nhiều quá. Trong cái cô làng bán số lượng rất là đắt nha cả nhà. Giá nói chung ở đây bình dân nên cả nhà cứ an tâm mà giờ đã thưởng thức. Nó trời nồi nước lèo chất lượng. Đúng theo kiểu miền Tây sông nước nhà trường nha. Rồi mình đi. Đây là bánh xèo. Ở đây kìa. Bún cá nè. Ồ bún cá ngon quá. Nghe ăn bún cá không? Bún cá hộp vịt lộn với cao đốc nè. Có đầu cá luôn. À cô này lúc trước là bán bên kia, giờ chặt quá nên đưa qua đây. Đó. Em không đi không? Trứng nước. Rồi vậy thôi đi. Vịt lộn, gan me. Cô làm nè, bắp bún là không kịp luôn nha. Rau bún, giá với con miên điển thì ăn đặc sản của con cá Châu Đốc rồi. Đầu cá ướp nghệ. Vô đây nè anh Sao. Ăn đặc sản nè. Rồi đi qua đây. Thịt lộn gân me. Rồi vô đây là bánh tráng nướng. Tôm á, tôm bơ lắm cả nhà. Món nào bữa nay cũng đắt luôn á. Thơm. Mấy chị ra đến rất là vui vẻ rồi. Mặc dù rất là mệt. Ở nhà nhìn một cái tổng quan ở đây, đặc biệt cái chỗ này là đẹp nè. Trứng keo này là thấy nghệ thuật của miền Tây hả? Nó không theo khuôn khổ của nó, nó rất là dễ thương. Nhà mái lá. Đây là trà trái cây các loại
Đây là cuối chợ, cuối đoạn. Đây là một cái đoạn à. Nhưng mà thấy còn đây một cái khu đất nữa, nhưng mà chưa có nông ra từ từ. Bên kia cũng là, tôi nghĩ sau này sẽ mở rộng qua bên đây. Bởi vì chật quá, bên đoạn đường đó quá chật. Đi được qua đây thì bà con sẽ đi nhiều hơn. Qua đây cũng có bàn ăn được nè, rộng rãi nè. Rồi, để mình đi bắt bàn. Thơm, đủ cái loại đồ ăn, cái gì cũng thơm hết cả nè. Mà tại đang đi quay rồi, chân nói liên tục cũng hơi mệt nên Trang không có nước sỏi. Chứ mà nếu mà ngày thường chắc em ở đây Trang ăn nhiều lắm luôn á. Thôi cô làm. Chỗ ăn bánh xèo nè, đây ăn cũng lý tưởng nha. Này mấy cô đang nấu bánh xèo nha cả nhà, thử liên tục nhưng mà vẫn không đủ. Bánh xèo rau, rau rừng, rau miền Tây, lá cách. Về Cao Lãnh thì phải nói là món bánh xèo cũng rất là đặc biệt các nhà. Có nguyên một cái làng bánh xèo ở Cao Lãnh luôn. À, về đây thì thưởng thức bánh xèo vịt, bánh xèo thịt. Cô làm thân khác luôn á. Xếp hàng ăn bánh đậm. Này mình ngồi ở đây luôn hả chị? Ở đây. Nói chậm tái cho cô này nè. Bán quá đắt hàng nè. Món nào ngon là bán đông lắm luôn. Bánh có gì này nè. Đây hai hộp, đây hai hộp chị. Xếp hàng mới được bánh đậm. Quá ngon. Cái này rẻ cơ nhỉ. Xếp hàng nó rẻ. Nãy đắt người cũng điểm. Mấy hộp? Đây mấy hộp? Bà con đi rồi chắc chiều này lại đông hơn nè. Đây đổ vô chị cho hai hộp chị hỏi giờ chị em ơi. Đây cuối cùng Trang lớn cũng mua được một bịch mang về cho mẹ ba Trang hiểu mới ăn rồi. À, bây giờ mình đi ra ăn cả nhà, đi về tạm biệt chợ Cù Lao Tân Thuận Đông nè. Có dịp cả nhà về đây thưởng thức bánh quê và những món ăn ngon nha. Rồi, Trang tạm kết thúc clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.